Đây là nick của anh Huy Trần nha mọi người nha. À có thông báo có người xem lại rồi này. Ok đây là nick của anh Huy Trần. À em nhận được thông báo hả? Ok, thế là tốt, có thông báo là tốt rồi, có thông báo là tốt rồi. 7 người. Thấy thông báo trên Discord à? Ok. Chúng ta sẽ tăng nhạc lên một chút. Anh Huy thì anh ấy xả một vòng dark line còn là bao nhiêu vào lá hết. Hiện tại thì sáng nay cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có nick nào qua được mốc 40 điểm cả. Thế mà trên group thì nhiều anh em chơi hẳn là 300 điểm cho nó máu. Thật sự là được quá 60 điểm là thần kỳ rồi, chứ đừng nói là 300 điểm thì hơi no hope thật sự đấy. Dự báo trên đây có quà không anh? Thì hết rồi. Nếu như các bạn dự đoán vào tối qua thì còn tính, cho bây giờ hết dự đoán rồi nha mọi người nha. Để xem điểm qua cái nick nào. Một con Russell, một hai Ida, Bell Rain, Drake. Nick này thì Sherlock nào. Cũng có một con. Ấy rồi. Như vậy là chỉ cần 4 vòng nữa thôi là có E5 Sherlock. Tuyển đấy chứ. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha, một vòng Dark Light. Mỗi một con Dark, mọi người đếm điểm cho mình nha. Mỗi một con Food Dark Light thì sẽ là 2 điểm. Một con Amenra, Tara thì là 10 điểm. Russell, Drake với lại Carry là 15 điểm. Còn lại Ida, Aspen các thứ thì chỉ tính là 1 điểm thôi. À 2 điểm thôi nha. Chơi free có chưa có hút nên xả vô sọ không? Em chơi 2 vòng. Thì chưa có E5 thì nên xả đi. Chưa có E5 thì nên xả mà kiếm. Thì mình sẽ chơi luôn nha. 80 viên vào Dark Light. Chưa có điểm nào đâu. Đây là giống như kiểu chúng ta đang chơi. À. Như vậy là chúng ta đã có 4 điểm rồi này. 4 điểm easy. Ok. Mình hay bị quên tính nha. À 3 phát Dark Light nữa. Điểm bây giờ là 6 điểm rồi. Ok, 6 điểm. Cũng ngon đấy chứ, đùa. Cũng được 4 con food chứ mày. 6 điểm là mấy con food nhỉ? 6 điểm là 3 con food chứ. Chúng ta sẽ all in vào kiếm con Rogan nha. Anh có nhận đập một orb không? Đập một orb không nhận đâu nha. Đập một orb ít quá. Mất công lốc ra lốc vào. Thì nick này kiếm Rogan nữa. Đây cũng Rogan 10 sao rồi, không đùa. Hy vọng chúng ta sẽ kiếm được vài con Rogan. 3 3 3 8 24 vừa đẹp này. Hình như nhạc hơi nhỏ thì phải. Mình sẽ cho tăng tiếng một chút nha. Toàn là 4 sao, một cái 6 điểm thôi. Lúc sáng thì là do cái laptop 6, đây là 7 8 8 điểm. Nó không 9 điểm, nó không đủ pin. Chín điểm. 10 điểm. Ôi. 10 điểm rồi à? Nick này chắc là vô địch điểm rồi này. Nếu như cái tình trạng như này thì là mới có 10 điểm nên nick này ăn pack rồi. 11 điểm. 12 điểm, 13 điểm. 14 điểm. 15 điểm. Mười sáu điểm. 17, 18 điểm. 19 điểm. 19 điểm rồi, hy vọng là cái con số 19 này sẽ, thật ra thì khó nói lắm, nếu mà nói thẳng ra là nếu như mà muốn ra Rogan ấy, muốn ra Rogan thì dễ tạch giải. Ra con Rogan thì dễ mà tạch giải, còn không ra Rogan với không ra Elivia thì chúng ta sẽ có giải đấy. 19 điểm đúng không? Mình vừa nói là 19 điểm hay là bao nhiêu nhỉ? 19 hay 20 các bạn nhỉ? 19 đúng không? Mình quên mất rồi. Vừa nói xong lại quên quên số điểm mất rồi. 19 hay 20 nhỉ?
Ông hoàng mát tay trở thành ông hoàng rửa tay. 19, ok. Nick này có khả năng hốt giải đó. Ai mà biết được. Thật ra nếu như bản thân mình thích ăn giải hơn. Ông hoàng rửa tay. Hạng 18 đi. Không. Không. Nick này là ai chơi thế? Ra đã ra Erivia là phải tính điểm Erivia anh ạ. À. Không có hủy đâu. Chơi thì khôn lắm. Một khi đã xuất hiện con God ở trong đuổi củi là phải tính luôn. Chơi thế ai chơi được? Phải công bằng chứ. À, 19 điểm ở nhà. Nick này có nguy cơ là ăn giải. Đấy. Và cái số điểm cao nhất hiện tại thì đang là 34 điểm. Chưa có tích nào thì lên được 40 điểm đâu. Nick vừa hit lúc nãy của anh Sơn Silent chỉ có 34 điểm thôi. Nick anh Mẫn thì đang 28 điểm. Khá là ổn. Nick này đang có nguy cơ. Đang có nguy cơ ăn giải này. 19 điểm bao giờ không? Để nó làm nhiệm vụ tháng rồi mua. Có nên mua một slot bằng lông để em lên 10 sao? Không, để mà lên bỏ lông mà lên 10 sao thì không nên. Nếu đã bỏ lông á là phải lên E5 luôn. Chứ lên 10 sao cũng không làm được gì đâu. Thật ra thì mình nghĩ ai cũng khuyên vậy thôi. Đã lên mấy con như kiểu con slot thì bạn phải hơi cuối cuối game một chút thì bắt đầu mới tính cái PVP đúng không? Thì con slot lúc đấy như như bây giờ này. Như cái nick này chẳng hạn thì nếu như mà nói mà để mà bứt lông để lên một E1, E2 thì cũng không lên đâu. Đã lên là lên thẳng E5 luôn. Không nên bứt lông nha. À, khuyên thật lòng đấy. Ok, đổ củi thôi. 19 điểm này. Mình sẽ làm nhanh củi. Ô, mày không anh ọp nữa à? Mày không cho anh ọp nữa à? Lúc nãy em biết tại sao rồi. Là cái khóa luồng ấy nó mất tác dụng anh ạ. Về em phải đổi khóa luồng khác. Nãy thì nếu như lúc nãy mà ở trên quán cà phê ấy mà không bị sập clip lúc đấy thì cái buổi clip vui. Tại vì thật ra cái máy thì cũng ok. Máy rất là ngon. Máy rất là ngon nhưng mà mình không biết vui hay nên buồn nữa. Mình không biết là đây là nên vui hay nên buồn nữa mọi người ạ. Này nhá, lúc nãy là 19 điểm nhá. Lúc nãy là 19 điểm cộng 6 điểm là 25 điểm rồi. Lưu thôi. 25 điểm. Nguy cơ tạch giải là khá cao. Nhưng mà ai biết được. Lỡ như đó là còn ui thêm 3 điểm nữa này, 25 cộng 3 là 28 điểm rồi. Ngang điểm anh Mẫn rồi. 28 điểm. Không nhiều. Nguy cơ tạch giải là cao nha. Nhưng mà người ta đôi khi người ta không muốn ăn giải đâu mọi người ạ. À. Người ta nhiều khi người ta muốn ăn copy gần hơn. Giải này căng nha. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết không, nếu như mà cái giải giải nhất mà lại được tặng là quà 50 đô thì trời ơi, 28 điểm cộng thêm thầy nick này thôi, không nói đến giải bét nữa nhá. Nick này là vượt qua giải bét rồi. Bây giờ nhá, một khi đã đến mức như thế này rồi thì chúng ta hãy cố gắng kiếm thật nhiều Rogan và kiếm thật nhiều Elivia thế thôi. 28 cộng với 6 là 28 cộng 6 là 34 điểm. Ủa, anh chủ ác không không nói gì à? 34 điểm rồi đấy. Anh chủ ác đâu rồi? Where are you? Hai con Rogan rồi nha. Đồ củi may mắn thật sự nick này. Hai con Rogan rồi. Nhá, anh chủ ác không chat gì luôn ạ. Không biết cảm xúc của chủ ác bây giờ là vui hay buồn nữa. Hai Rogan là ngon rồi.
Nếu như mình sướng lắm. Như vậy là chỉ còn thiếu hai con Rogue nữa thôi là lên E5 đúng không ạ? Hình như là vậy. Rosa, nên giữ lại Rosa. Không biết anh cảm xúc nêu 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 phát biểu cảm nghĩ cái nhỉ, anh chủ ác nhỉ? Anh chủ ác không phát biểu cảm nghĩ à? Hai con Rogan, nếu như mà đây là nick của em thì chắc là em lại tắt livestream đi, gọi là đi ngủ rồi. Ngon quá. Ấm rồi. Một ngày thứ sáu tuyệt vời nè. Kiếm hai con Rogan, rất nhiều người xả bốn vòng mà không được con nào. Đây thì đổi củi là ra rồi. Mặc dù là lúc đập off thì đen thật, nhưng mà đổi củi nó lại quá may mắn. Hai con Rogan à, quá ngon rồi. Trời ơi, một con nữa thôi là đủ E5. Chắc là mình phải ấn lưu thôi, bởi vì sao? Mình sợ mất mạng ấy. Trời ơi, đỏ thế nhở. Mọi người hãy dùng con jacket này đổi nhá. Nick này là 34 cộng 6 là 40 điểm rồi. 40 điểm rồi nha. Có khi ăn rẻ nhất đấy. Mọi người có thể cắt mấy cái pha đổi nó gần đang lên group luôn. Là 40 điểm rồi đúng không? Highlight thực sự ấy, thề. Đỏ vãi. Mình thề luôn cái nick này mình sẽ cắt video riêng đăng lên YouTube luôn. Bởi vì đổi củi nó quá đỏ. Thề. Không thể tin được. Nick này đỏ quá. Mặc dù mình không hề phủ nhận là đập ọp đen, nhưng mà đập không được con 5 sao nào cũng được, mà đổi củi như này ai chả thích. Mình chấp nhận là không được con 5 sao nào luôn, mà đập được ba con Rogan đổi củi thì quá đỏ rồi. Thêm con nữa đủ E5 luôn này. Thêm con nữa đủ E5 luôn. Mà chứ chậm chậm lại chút, slowly. Uầy, nick này đỏ thật, mà anh chủ ác bây giờ giống như kiểu đang nín thở hay làm gì, không phát biểu câu nào luôn. Hai phát nữa. Nick này tôi thì chúng ta dừng lại ở 40 điểm. Mình sẽ nốt lại luôn anh 40 điểm. Nick của anh Huy Trần. Ba con Rogan. What the fuck? Không thể tin được. Anh ấy đổi ác cho em chơi đi, em chơi nick này rồi đấy. Nick này đấy, một phần phát triển này. Đây là nói chung là cũng vui thì trên con đường bước đường phát triển của cái nick này thì có bàn tay của em trong đấy. Thì em nghĩ là hay là mình nâng mẹ Rogan lên đi. Bởi vì 4 sao con này cũng bui HP thôi mà đúng không? Nâng mẹ Rogan lên. Hợp lý vai đái. Rogan em 4 HP HP cũng gọi là trâu rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với nick khác nha. Chúc mừng anh Huy Trần, thật sự thì đỏ đấy. Em thật sự là khi mà em chơi cái trò này, hình như em đổi củi chưa nick nào mà đỏ cái nick này. Bởi vì sao? Bởi vì là con Rogan này con rất mạnh nữa cho nên là quý giá lắm. 40 điểm, chúng ta sẽ chuyển màn hình một chút qua nick khác nha mọi người nha.